Đây giò gì hả cô nhỉ? Hoàng thảo hả? Cái da bông này, hoàng thảo. Lên. Giò này có bán bao nhiêu hả cô? Giá? 300 hả? Đắt quá, không có mặt hoa. Đây là kiến này. Cây đó là cây hoàng vũ. Hoàng vũ hả? Sắp nở rồi này nhỉ. Nó bông nó là đây này, nhưng mà bông này nó tàn rồi. Tàn này. Đây với đây cùng một loại đúng không? Đây là cũng là ấy đúng không? Cái đó là sơ thủy tiên. Hôm qua cháu mua rồi. Đây cũng sơn thủy tiên đây này. Rồi nó to hơn. Rồi chỗ to hơn. Đẹp ghê. Đẹp ghê. Giò là bao nhiêu cô? Đẹp. Mai cô có hàng giã hạc đấy 1-2 rồi cháu xem. Ý là nó không cần mặt hoa. Nó chưa có mặt hoa. Không cần. Giã hạc với kiều tím, kiều vàng. Kiều vàng. Rồi đây. Trăm. Cứ lấy ra đây cháu xem này, không cần mặt hoa đâu. Này đắt quá. Hôm nào cho cháu xin số điện thoại cháu vào nhà cô cháu quay được không nhé. Nhà cô ngày đi ra giữa sáng sớm chiều tối lại về buổi trưa ấy. Khi nào cô về thì cháu đi theo về này kia. Cái này 300. Cô có mặt hoa không cô? Hoa hoa là nó màu vàng hả? Màu vàng hả? Màu vàng hả? Đẹp lắm. Đẹp chứ, cái bông này nó không để mặt. Rất nhiều loại hoa được bạn ở đây. Cái đó là cây quế tím. Quế xếp. Quế xếp này. Ba 4, 5, 6 6 cây, 6 mầm luôn. 6 mầm. Cái này 6 mầm. 6 mầm này cô bán bao nhiêu cô? 300. Đắt quá. Cô có kiếm không? Kiếm hả? Cái hôm kia có kiếm thì ngon. Kiếm là kiếm có mũi đài luôn á. Hồi sáng hôm cũ không hiểu có mũi kiếm đài nó ra bán rồi luôn đấy. Bây giờ nó tầm canh quá.
ra, con đang thích kiếm rồi này. Đang thích kiếm. Kiếm luôn, kiếm tài luôn á. Kiếm có kiếm vàng nữa. Kiếm vàng là hiếm lắm. Cây này quá. 200 đi để cho cháu rồi này. Hôm qua cháu vừa mua mà có phải là không mua đâu. Hôm đầu tiên mở hàng cho cháu. Nhá. Mở hàng cho cháu một giờ mai. Mở hàng may mắn. Mai cháu còn ra cháu còn mua tiếp. Để lại đi. Để lại cho. Nhé. Quế này. Đúng rồi, cái này đẹp. Mấy trăm mà bố? Mấy trăm này? Tại vì mình lăn rừng mà canh như bánh nhiều đâu. Số đầu tiên là bao nhiêu? À đây rồi này. Cũng khoảng 400 rồi này, 600 rồi. Cái này đấy, chú xách cái giò này lên là chú biết bao nhiêu ký lăn mới được như vậy. Mà nó lại nhiều giá thể nó to hơn. To hơn. To hơn nhiều. Đây lên một mầm này. Mầm 2 mầm, 3 mầm, 4 mầm. 5 mầm. Khá nhiều luôn. To nhờ. Nó sung là nó ra bông mấy cái mà chưa ra bông nữa, ra bông này chuẩn bị ra bông rồi này. Đích ra bông nhiều lắm. Đẹp nhỉ. 600. Rồi này 600 các bạn. Đầu này là đi tán đầu. Rồi tiền mà 600. Đẹp. Cái này mà cháu còn lấy về được, cháu còn mua tiếp nữa. Xa quá. Sao á, hôm qua thì mua rồi, bây giờ thì lại không thích hàng này nữa rồi. Hôm qua cho mua ấy. Nhiều loại khác. Chơi nhiều loại. Chơi nhiều loại. Mỗi loại một tí. Như vậy á. Cô đầu tiên vậy cô chứ mỗi loại nào cô đúng rồi.
tím đây này. Bán có 300 nghìn à. Lá thì tím nhưng mà lá sao le nha. Giờ này cô bán 300 hả? Mà không thấy mặt hoa. Cô đem về cục gạch đi chứ, có cục gạch, có cái điện thoại kia là có mặt hoa. Cầm cục gạch đi. Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Tên cái cây này? Hoàng Thảo Hoa Bình. Hoàng Thảo hả? Hoàng Thảo Hoa Bình. Hoàng Thảo Hoa Bình. Không biết ông có ghi ở dưới đây không chứ? Nhiều cái không ghi trên này. Có ghi đây nhưng mà Hoàng Thảo. Đây này, Hoàng Thảo Hoa Bình này. Đây này. Giảm cháu đi. Nói giảm 250 đó, đó là nói buổi sáng cô cũng bán bữa ăn. Bán bữa ăn là quan trọng lắm chứ. Cô phải là bữa ăn buổi sáng mà cô gả. Cô về bán. Đây là một cây đúng không? Một cụm nữa, có nhiều cụm. Hình như thấy là có mấy cụm, 1, 2, 3, 4. Đi mua kia vừa tốn tiền mà nó mau tôi lắm. Dạ. Mau lắm. Cô cứ tới chỗ công viên đây này, người ta bán dừa, nước dừa muốn gì xin đó. Đó mình xin cái giỏ nó về, mình kẻ nó làm đôi, mình biết tới giờ chơi với cô bắt đầu tập ra. Nó mở hàng với cháu 200. Không, cô nói 250. 200. Mai cháu còn mua tiếp. Mai cháu còn bán lắm, tại vì là nó không có mặt hoa nên là không ấy. Cô bán là lâu dài, nhiều người năm ngoái mua, năm nào cô cũng có bán hả? Cứ có mùa có hoa. Đây là cô giờ đi bán này hoa, thì họ biết rồi. Nhiều người cho cái này là hoa cũ. Cái này có 300 hả? 300. Cái này hoàng vũ, cái này bóng nó nở đến 2 tháng nó mới tàn. Lâu từ hôm Tết đến này con này. Cái đây là từ hôm Tết này. Từ hôm Tết đến giờ á. Đây hoa này. Mà cái này nó nở lâu rồi chứ cô. Nở lâu rồi, nở từ hôm Tết đến giờ á. Đấy. Cái này nó được lâu mà. Lâu. Cái này lâu lắm. Sơn Thủy Tiên là cũng đẹp thật thôi, nhìn là ra nhiều đang sắp ra hoa này. Cấp điện hả? Sáng thì mất thì gì? Sáng mất từ sáng. Đang sửa. Sơn Thủy Tiên. Giờ này nó 300 hả? Giờ đó 200 rồi. Giờ này nó 200. Giờ đây 300. Ba giờ sơ thủy tiên. 3 giờ. Giờ nó là cây nhiều hơn mà nó sung hơn. Sung hơn cái này cây hơn mà cái giờ này nó có chi hơn. Đây đây có cả cái nụ dài.
Để nó ra tận đây nhỉ? Ra đây, ghê đây. Mình cứ có nhiều cái này này. Tên đó là giá thể này nhiều là nó ấm. Nó ăn được cái giá thể. Nó ăn được cái giá thể. Nó lên nhanh. Nếu như mà mình tưới nước á, nó ăn nó có bớt cái thì mình lấy bỏ thêm giá thể thế này. Có gì đâu, chủ yếu là cây lan chứ còn cái giá thể đâu thì nó mình tìm được mà. Được mà, có gì đâu mà. Nói chung là nhà cháu cũng có nhiều loại mà. À, cái củi mục cơ có. Cái gỗ cái ba ba ba. À. Mùn này nhỉ? Mùn củi. Cái củi á. À, cái củi mục á, cái vỏ củi mục, vỏ cây rồi đó. À. Vì nó rưng mà. Nên bỏ thêm mấy cây đồn thêm mấy cây đó. Bán cháu cái giò kia đi, 200. Mở hàng mai cháu có mua tiếp. Mở hàng mai có mua.